CL Vietjet Air nếu được làm lại vẫn cho trình diễn bikini trên máy bay. CL Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo cho rằng người ta có thể mặc được bất cứ thứ gì mà họ thích. Bà cảm thấy vui và hạnh phúc vì điều đó, bởi lẽ sứ mệnh của Vietjet là mang lại hạnh phúc cho mọi người. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet Air, vào ngày 12 tháng 4 vừa rồi đã có một bài trình bày đáng chú ý tại diễn đàn Women Summit 2017. Hội nghị phụ nữ 2017 do tạp chí Forbes tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Nói về câu chuyện Vietjet Air từng bị phạt 1.000 USD vì trình diễn bikini trên máy bay, bà Phương Thảo cho biết đó thực sự là một việc ngoài mong muốn chứ không phải là PR. Phạt không phải là lý do mất an toàn an ninh hay tiêu chuẩn khai thác vào ngành gì, mà phạt vì tội biểu diễn bikini mà không xin phép. Mà bây giờ cục hàng không không cấp phép biểu diễn nghệ thuật đâu mà xin phép. Chúng tôi muốn đưa đến một thông điệp, hành khách của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi hay là mọi người đều có quyền mặc mọi thứ mà người ta yêu thích, người ta cảm thấy hạnh phúc. Người khác có thể thích hay không thích, nhưng tôi cảm thấy vui, tôi cảm thấy hạnh phúc. Bà Thảo lý giải lý do tại vì sao Vietjet tổ chức biểu diễn bikini. Bà cũng khẳng định nếu được chọn lựa lại thì vẫn tổ chức buổi trình diễn bikini đó. Nếu bây giờ hỏi rằng có làm lại hay không, tôi vẫn sẽ làm, bà Thảo hài hước nói. Tháng 8 năm 2012 thì Vietjet Air cũng bị Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải xử phạt 20 triệu đồng vì việc tổ chức trình diễn bikini trên máy bay. Theo đó thì Vietjet Air bị phạt vì đã tổ chức một sự kiện nằm ngoài phạm vi hoạt động được cấp phép của hãng hàng không dân dụng. Mặc dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng Vietjet Air được đánh giá là hãng hàng không thành công trong việc tạo dựng thương hiệu và cá tính khác biệt của mình. Thậm chí sau sự kiện này, khi nhắc đến Vietjet, người ta sẽ nhắc đến hãng hàng không bikini. Khi được hỏi về chuyện cạnh tranh giữa Vietjet và Vietnam Airlines thì bà Thảo cũng khẳng định không lấy khách hàng của ai cả. Ai nói Vietjet cạnh tranh trực tiếp với hãng hàng nào không nào đó thì thực sự không chính xác. Vietjet tạo ra những khách hàng mới cho mình và tạo ra cơ hội bay cho người mới. Có đến 20-30% khách của Vietjet là những người lần đầu tiên đi máy bay. Các anh chị có thể đến sân bay Bình Định, Chu Lai để cảm nhận ra điều này, người đứng đầu Vietjet nói. Về câu chuyện IPO của Vietjet, bà Nguyễn Phương Thảo bật mí, hãng đã phải mất đến 800 ngày làm việc liên tục với sự tư vấn của ba hãng lớn quốc tế mới có thể niêm yết cổ phiếu VZC trên sàn chứng khoán. Mục tiêu của chúng tôi là muốn mang đến cho nhà đầu tư một sản phẩm mới mẻ, nhưng khi bắt tay vào làm thì chúng tôi mới biết có rất là nhiều rào cản, có những thứ chênh lệch rất lớn giữa chuẩn mực của Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi đã mất 800 ngày cùng dự án cho ba hãng quốc tế lớn sự tư vấn, bà nói. Theo Forbes thì tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xếp ở vị trí số 1.678 tỷ phú thế giới, với giá trị tài sản ròng ở mức 1,2 tỷ đô nếu tính đến ngày 19 tháng 3 năm 2017. Giới thiệu về bà Nguyễn Thị Phương Thảo thì Forbes miêu tả bà là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam, là người đang điều hành hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, doanh nghiệp được niêm yết vào tháng 2 năm 2017. Bà đã ra mắt hãng hàng không vào năm 2011, sớm gây sốt với chiến lược truyền thông gắn liền với hình ảnh những nữ tiếp viên trong trang phục bikini. Hãng hàng không với 300 chuyến mỗi ngày hiện chiếm hơn 40% thị phần nội địa. Bà Thảo cũng là người đã đầu tư vào HD Bank và lĩnh vực bất động sản với 3 khu nghỉ dưỡng ven biển. Trong danh sách những nữ tỷ phú tự thân thế giới thì bà Thảo thiết vị trí 45 trong tổng số 56 nữ tỷ phú tự thân toàn cầu năm 2017. Phạt hãng hàng không Vietjet 40 triệu sau vụ người mẫu mặc bikini trình diễn trên chuyến bay chở U23. Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với hãng hàng không Vietjet sau vụ việc người mẫu mặc bikini trình diễn trên chuyến bay chở đội tuyển U23 Việt Nam. Liên quan đến vụ việc người mẫu mặc bikini trình diễn trên chuyến bay Vietjet chở các cầu thủ U23 Việt Nam từ Thường Châu, Trung Quốc về sân bay Nội Bài, Hà Nội gây phản cảm, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức một cuộc họp đánh giá xác định nguyên nhân, xem xét trách nhiệm để xử lý vi phạm nhằm tăng cường đảm bảo an toàn an ninh trong hoạt động hàng không dân dụng đối với công ty cổ phần hàng không Vietjet. Qua đó thì Cục Hàng không Việt Nam đánh giá việc tổ chức sự kiện trên chuyến bay VZ7269 của Vietjet mặc dù không làm mất an toàn chuyến bay nhưng có thể gây uy hiếp an toàn nên Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định xử lý các tổ chức cá nhân như sau. Qua đó, đối với tổ chức, xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần hàng không Vietjet với mức phạt 40 triệu đồng,
theo điểm C khoản 6 điều 22, quyết định 01 ngày 29 tháng 1 năm 2018 của Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam. Xử lý vi phạm đối với công ty cổ phần hàng không Vietjet với hình thức khuyến cáo bằng văn bản được quy định tại điều 15 thông tư số 85/2015 ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không. Đối với cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính đối với tiếp viên trưởng chuyến bay VJ7269 ở mức 4 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm không thông báo kịp thời cho cơ trưởng chuyến bay theo điểm A khoản 3 điều 15 Nghị định số 147/2013 Nghị định Chính phủ vào ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Xử lý vi phạm đối với giám đốc điều hành hình thức khuyến cáo bằng văn bản quy định tại điều 16 thông tư số 85/2015 ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không. Hai bé gái khóc nức nở chỉ vì Việt Nam thua rồi. Hai bé gái khóc nức nở như bị mẹ đánh, lý do đơn giản chỉ vì Việt Nam thua Uzbekistan. Tối vào ngày 27 tháng 1, chỉ vài giờ sau trận đấu U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan kết thúc, thì xuất hiện ra hai clip cháu gái khóc nức nở vì Việt Nam thua rồi. Đoạn clip ghi lại được cho là ở xứ Nghệ. Cái gì á? Việt Nam thua rồi. Cái gì á Tèo? Đi cái gì đó? Đi cái gì đó? Coi Việt Nam đó. Cái gì bông? Cái gì? Cái gì đẹp? Việt Nam thua rồi. Cái gì mà khó kinh cùng nữa? Con giáo mày mà gọi đi. Việt Nam. Việt Nam thắng nha, bao nhiêu thua? Còn cái gì mà khó khiếp? Bay bọn đi cái gì đó nào? Con đẹp ơi! Đẹp! Đi đi! Đi ơi! Đi ơi! Bảo đẹp ơi! Nó khổ răng răng ai khổ nữa? Việt Nam thua rồi. Ai thua? Việt Nam. Việt Nam thua, răng ai con khổ. Mày im răng ấy, khổ còn gì nữa? Thua đấy, mãi đá vô thẳng nha. Im răng nó khổ này nhỏ. Việt Nam mãi đá thẳng, im răng. Im răng mãi Việt Nam đá thẳng ấy. Đừng có khóc nữa, đừng có khóc nữa. Đừng có khóc nữa. Im lặng. Đi làm về mà chỗ con. Im lặng. Cái thứ hai là đi cái khóc thôi. Mãi đi, Việt Nam đã vô thẳng, im lặng đừng khóc nữa. Mãi đã nữa, mãi này, mãi về, mãi đang đã tiệm á. Mãi vô tiệm á. Mà con im lặng lại khó. Cái quả cuối cùng này. 2 phút nữa. Thôi đừng khóc nữa nhá. Bạn Minh Phạm đã có những dòng phản hồi lại trong tâm trạng của hai bé. Đừng khóc nữa mấy con, làm mấy chú U23 khóc theo bây giờ. Các chú đã làm hết mình rồi, các con không thấy các chú đã trong tuyết rơi đó sao? Hai con đáng yêu quá, phải chi hai con ở gần nhà dì đấy. Dì cũng vừa an ủi con gái của dì.
Đã học lớp 10 rồi mà chị ấy cũng như các con khóc thật nhiều trong sự tiếc nuối. Nhưng các em đã làm tuyệt vời, hai con ngoan đừng khóc nữa nhé. Tự hào cho các em cầu thủ xuất sắc nhé hai con. Chúc hai con chăm ngoan học giỏi. Chị Kim Chi chia sẻ tâm trạng của con gái mình.